Sau việc gửi lời động viên khi Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy 5 tỷ đồng. Những hình ảnh được Nhật Kim Anh chia sẻ khi bị trộm đột nhập vào nhà, cướp tài sản trị giá 5 tỷ đồng, loạt sau việc lên tiếng động viên an ủi. Loạt sau V-Bích lên tiếng an ủi động viên ca sĩ Nhật Kim Anh bị trộm vào nhà phá két sắt trộm 5 tỷ đồng. Đến hiện tại, phía Nhật Kim Anh không muốn chia sẻ gì thêm. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh chia sẻ loạt hình ảnh căn nhà của cô bị trộm két sắt, bị cậy phá hoàn toàn với tổng số tài sản không hề nhỏ. Kẻ trộm đã phá nát két sắt, lấy nhiều tài sản có giá trị gồm 100 lượng vàng, 500 triệu tiền mặt, một nhẫn kim cương trị giá khoảng hơn 5 tỷ đồng. Rất xin lỗi các bầu xô vì vừa qua tôi phải hủy hàng loạt các công việc để lo vụ trộm đột nhập vào nhà. Tôi phải làm việc với cơ quan chức năng, Nhật Kim Anh chia sẻ. Hiện công an thành phố đang phối hợp cùng công an huyện Bình Chánh điều tra truy xét vụ trộm lớn xảy ra trên địa bàn. Nhật Kim Anh suy sụp vì mất sạch khối tài sản tích góp hơn mười mấy năm trời. Liên lạc với Nhật Kim Anh trước sự việc xảy ra tiếc nuối này, cô giọng buồn bã chia sẻ, hiện tại Nhật Kim Anh khá mệt cũng như tâm trạng rối tung và đang bận lịch quay, để tâm trạng ổn hơn, Nhật Kim Anh sẽ chia sẻ cho mọi người. Ngay sau khi chia sẻ sự việc trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh đã nhận khá nhiều lời động viên cũng như an ủi khi cô đã mất số tiền khá nhiều. Không chỉ người hâm mộ mà nhiều bạn bè đồng nghiệp khá bất ngờ như Quang Hà, nghệ sĩ Nhân Hồng Vân, Hồ Bích Trâm, Lương Thế Thành, Thanh Bình, Nguyên Vũ, Lý Phương Châu, Bảo Yến Rosie để động viên đến Nhật Kim Anh nhanh chóng tìm được kẻ trộm này. Quang Hà, trời ơi két sắt mà nó quậy tanh bành thế kia. Chỉ vỏn vẹn 20 phút anh à, nó quá chuyên nghiệp. Camera nó có quay lại được không em, mất hết rồi, thương quá. Mong công an sớm tìm được tài sản. Tài sản trị giá chứ tiền mặt thì không nhiều à. Trời ơi, két sắt mà nó quậy như thế. Lương Thế Thành, trời, thôi coi như của đi thay người đi em. Trời ơi, Nguyên Vũ ơi, thương em quá. Quang Hà, nghệ sĩ Nhân Hồng Vân, Hồ Bích Trâm, Lương Thế Thành, Thanh Bình, Nguyên Vũ, Lý Phương Châu, Bảo Yến đã gửi lời động viên an ủi. Nam ca sĩ Quang Hà, trời ơi két sắt mà nó quậy tanh bành thế kia. Chỉ vỏn vẹn 20 phút anh nạ nó quá chuyên nghiệp, Nhật Kim Anh buồn bã bình luận trả lời. Theo đó, ngày 14 tháng 7, trên đường đi công tác từ Cần Thơ về thành phố, Nhật Kim Anh kiểm tra qua camera phát hiện hai két sắt đặt ở phòng ngủ bị phá. Vừa về đến nhà, Nhật Kim Anh kiểm tra thì toàn bộ số tài sản trong két sắt đã bị mất. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã hủy một số công việc riêng để trình báo sự việc lên công an. Tháng 3 vừa qua, Nhật Kim Anh chia sẻ hình ảnh biệt thự mới xây hoàn tất ở Bình Chánh, rộng hơn 200m2. Chia sẻ với niềm vui, cô cho biết ngôi nhà sang trọng trị giá hàng chục tỷ đồng là kết quả của 15 năm làm việc chăm chỉ kiếm được. Đầu tháng 6, cô xác nhận ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Cô cho biết cả hai đã chia tay được 3 năm, nhưng cô vẫn giấu kín thông tin vì muốn giữ thể diện cho gia đình chồng và cũng như không muốn con trai lại nghe biết được tổn thương. Sau khi ly hôn, cô đau khổ vì không giành được quyền nuôi con và bị chồng cũ làm khó dễ trong việc chăm con.